Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, trên địa bàn huyện Văn Giang đã xảy ra 3 vụ đổ chất thải, chất bẩn và cả hóa chất vào nhà dân. Cho dù bất kể là nguyên nhân gì, thì đây cũng là hành động vô văn hóa, đáng lên án bởi nó không chỉ gây mất trật tự xã hội trong khu dân cư mà còn khiến cho người dân bức xúc và bất an. Theo đó, một số đối tượng lạ mặt đã đi xe máy tạt chất bẩn, chất thải như mắm tôm, dầu luyên và hóa chất vào tòa nhà đang thi công của gia đình ông Đoàn Văn Vượng tại khu dân cư mới trên địa bàn thị trấn Văn Giang, cũng như tại nơi gia đình đang sinh sống tại thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng. Sau 10 ngày, dù đã nhiều lần tẩy rửa nhưng đến nay vẫn chưa sạch vết bẩn, thậm chí vẫn còn mùi khó chịu. Các gia đình chúng tôi quanh đây là những người khổ nhất, tức là hàng chục ngày hôm nay mùi thuốc sâu, tức là nó lừng lên là bên nhà chúng tôi kia là không thể chịu được. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương và tìm ra những cái kẻ gây những cái sự việc như này cho chúng tôi đỡ khổ. Cái hành động phải là lên án chứ không thể là để lộng hành trong xã hội như thế này. Trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện hai đối tượng đi xe máy bịt mặt, phương thức hành động đổ tạt các chất bẩn giống nhau và sau đó đi vào thành phố Hà Nội. Hiện công an huyện Văn Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ